Anh Bách à, số tiền của thằng Vinh em sẽ bù vô, anh đừng để lộ chuyện này ra ngoài nha. Mình là người già mà, em không cần thiết phải dặn như vậy. Chuyện em đang lo bây giờ là người đã gửi hồ sơ tới cho ba. Thật ra là họ có ý gì, họ nhắm vào cái gì, gia đình em hay là tập đoàn này? Thật ra trong chuyện của Vinh, ai là người có lợi nhất chắc có thể là em biết. Là Nguyệt sao? Hôm qua chính Nguyệt đã mở miệng mời anh, Thoa, Vinh cùng về nhà chú để dùng cơm tối. Em nghĩ nó có trùng hợp như vậy hay không? Còn nữa nghe, đối với những chứng từ đó thực sự không dễ để cho người ngoài có được. Thoa thì em biết rồi đó, rất khôn ngoan và rất cẩn thận. Trước đây Vinh đã theo đuổi Thoa rất lâu, nhưng Thoa dứt khoát không chịu. Sau đó đột nhiên lại chịu cặp bồ với Vinh. Em cũng cùng suy nghĩ như anh, nhưng thực sự em không muốn tin đó là sự thật. Anh hiểu chứ, dù gì Nguyệt cũng là vợ của em, còn thằng Vinh lại là em của em. Anh biết đúng là khó xử cho em quá.